Núp lùng trăm năm khi ra ngoài đã vô địch chương 1012 Con ta có chí thượng chi tư, hai Cũng là cổ thần thuộc về hỏa chi đạo Hạng tinh cũng tu hỏa chi đạo Đây là đối đầu giữa hỏa cùng hỏa ầm ầm Cả người hạng tinh đều biến thành một đoàn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực Hỏa diễm bôn đằng, thiên biến vạn hóa Đỏ sức giữa hai người dị thường kịch liệt mà nóng bỏng các loại thủ đoạn khống hỏa, tầng tầng lớp lớp. Diễm quan cổ thần khẽ phất tay, hỏa diễm túa ra, hóa thành vô số đạo công kích. Hỏa diễm của diễm quan cổ thần có điểm khác biệt so với hạng tinh, bên trên hỏa diễm phát ra ánh sáng ống ánh, giống như là từng đoàn ánh sáng. Sau một lúc, hạng tinh bại lui. Tiếp theo tới lượt Càn Minh xuất hiện. Cũng là thất bại. Diễm quan cổ thần đánh bại hai người, liền quay trở về chỗ bản tôn. Tiếp nữa là đằng giao vương hắn là giao tộc, đồng thời tu yêu đạo. Địa vị ở yêu giới, gần với hổ thiên nhai. Hắn muốn khiêu chiến Long Tổ. Cặp mắt to tướng của Long Ngao hiếp lại, trực tiếp phân ra một đạo phân thân buông xuống chiến đài. Có chí khí, thực lực chỉ có chút ép, liền dám khiêu chiến lão tổ nhà ngươi. Khóe miệng đằng giao vương co quắp lại. Đối mặt Long Ngao, hắn có cảm giác đang đối mặt với một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua. Hơn nữa, càng bị áp chế đến từ huyết mạch hắn chỉ có được huyết mạch long tộc tạm thời còn chưa lột xác hóa rồng đối mặt vị lão tổ này huyết mạch bị áp chế quá mạnh đi sắc mặt hắn biến đổi gầm nhẹ một tiếng kích phát yêu chi đạo hắn muốn dùng yêu chi đạo triệt tiêu áp chế đến từ huyết mạch long ngao kinh ngạc nhìn hắn một cái kế tiếp trên mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu nói không tồi không tồi có tiền đồ không hổ danh là hậu duệ long tộc xem như một đầu long linh hoạt giỏi ứng biến. Long Ngao quan sát đằng giao vương một hồi, tên này tu luyện đạo đặc thù, vậy mà có thể triệt tiêu áp chế từ huyết mạch. Có tiền đồ. Phải tiến hành bồi dưỡng. Tuy nhiên huyết mạch long tộc của hắn hơi loãng một chút, nhưng nói thế nào, cũng là huyết mạch long tộc. Bản thân mình là lão tổ của hắn. Hơn nữa, thiên đạo không đơn giản. Có một vị hậu duệ như vậy, xem như cũng có chỗ tốt đối với mình hắn cẩn thận quan sát khí tức đằng giao vương ánh mắt long ngao hơi chớp động đây là khí tức của yêu chi đạo cùng loại với yêu tôn thiên địa thần châu hoặc là nói bên trong thiên đạo tồn tại một đầu yêu chi đạo đơn lẻ sau khi yêu tôn biến mất một bên long tộc không thừa nhận yêu tộc một bên thống trị yêu tộc khống chế yêu tộc trong tay nếu như đằng giao vương thật sự trở thành chí cường giả yêu tộc xem như long tộc danh chính ngôn thuận có thể thống trị yêu tộc. Mặc dù không thể thống trị, cũng có thể khiến cho long tộc đạt được địa vị tối cao trong yêu tộc. Yêu tộc thiên đạo Không phải do yêu tôn làm ra, hôm nay yêu tộc đã suy tàn. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là, huyết mạch của đằng giao vương hơi loãng, không phải long tộc thuần chủng. Không sao. Có lão tổ ở đây. Hắn là người thông minh, ánh mắt rất độc đáo. Vừa phát hiện long quân bất phàm, thực lực rất mạnh, trước tiên đã nhận thức đại ca. Bởi vậy có thể thấy được, Long Ngao là một người không quá xem trọng thể diện. Đằng Giao Vương không muốn nhận vị lão tổ này. Dù sao hắn có huyết mạch Long Tộc rất loãng, nhận thức một vị tổ tông Long Tộc, chẳng phải là trở thành tay sai cho Long Tộc. Thậm chí là pháo hôi. Tùy tiện một đầu rồng chạy tới, đã có thể làm tổ tông của mình. Như vậy sao được? Hắn muốn thoát khỏi Long Tộc, trở thành một trong những bá chủ yêu tộc chính thức. Cho nên, hắn đi ra khiêu chiến Long Tổ. Đây là một cơ hội rất lớn. Đối mặt với áp chế từ huyết mạch, tự mình đột phá, đập nát công xiền trong lòng. Đằng giao vương gào thét một tiếng, hóa thành một đầu thanh giao, nuốt mây nhả khói, lôi đình bao lấy quanh người. Không tệ, rất không tệ. Long Ngao càng nhìn càng thỏa mãn. Về phần huyết mạch mỏng manh, không phải long tộc thuần chủng, đây cũng không quan trọng không phải còn có ta ở đây sao lão tổ như ta hôm nay liền truyền cho ngươi một bí thuật long uy thuộc về long tộc long ngao vừa nói xong đã hóa thành hoàng kim cự long long uy mênh mông cuồn cuộn trực tiếp ép cho đằng giao vương khó thở trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ long uy cường đại như thế mà cuồn cuộn không dứt đây không phải áp chế từ huyết mạch chỉ là uy hiếp đến từ long uy thuần khiết trống đằng giao vương gầm to một tiếng kháng cự lấy long uy phát động công kích lập tức trên người hắn bốc lên yêu khí cuồn cuộn hóa thành uy áp của tuyệt thế đại yêu yêu tôn nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày tại sao có một đầu yêu chi đạo hơn nữa vô cùng đặc biệt thậm chí có một loại cảm giác còn thuần túy hơn so với yêu tôn như hắn tự hồ hắn cũng không phải là yêu thuần túy yêu chi đạo của đằng giao vương mới là đạo thuần túy của yêu tộc. Yêu Tôn khẽ nhíu mày, yêu tộc trong cửu vực chính là do hắn tạo ra. Điểm hóa cho phi cầm tẩu thú trong thiên địa, giúp chúng biến thành yêu tộc. Cũng bởi vì vậy mà chủng loại yêu tộc rất đa dạng. Ngay cả phương pháp tu luyện của yêu tộc cũng khá đa dạng. Đương nhiên, trăm sông đều đổ về một biển, đều thuộc về phạm trù yêu chi đạo. Hôm nay vừa nhìn thấy đằng giao vương, vậy mà khiến yêu Tôn sinh ra loại cảm giác đạo này mới là đạo thuần túy của yêu tộc, mới là đạo hoàn thiện của yêu tộc. Đạo của hắn chính là loại không trọn vẹn. Kỳ quái! Tại sao lại như thế? Hẳn là, bên trong thiên địa thần châu, xuất hiện vị yêu tôn thứ hai giống như hắn. Long Ngao cùng đằng Giao Vương giao chiến một hồi. Đằng Giao Vương liên tiếp bại lui, căn bản là không thể kháng cự trước công kích của Long Ngao. Hôm nay, lão tổ như ta liền quên mình, giúp ngươi một lần. Long ngao gào thét một tiếng, một đạo phân thân này lập tức ngưng tụ huyết mạch, kế tiếp, vậy mà trực tiếp xuất hiện một giọt bổn nguyên. Một tia bổn nguyên của Long tổ. Đằng giao vương nhìn thấy một tia bổn nguyên này, lập tức có một loại trực giác không ổn. Đang muốn rời khỏi chiến đài thiên đạo, nhưng đã quá muộn. Cuối cùng giọng nói của Long ngao vang lên. Đằng giao Long, không, kể từ hôm nay, ngươi chính là đằng Long, là dòng dõi của Long ngao ta, đây là một tia bổn nguyên, trực tiếp giúp ngươi hóa rồng, trở thành dòng dõi của Long Ngao ta, giúp ngươi trở thành một vị lão tổ Long tộc. Một tia ý thức của ta sắp tiêu tán, một tia bổn nguyên này liền giúp ngươi hóa rồng. Đằng giao vương quát, không. Hắn muốn cự tuyệt. Hóa rồng gì đó, hắn đâu cần chứ. Hắn lấy đại đạo dung nhập vào yêu chi đạo, chính là muốn thoát khỏi long tộc. Đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp hóa rồng càng trở thành một vị lão tổ long tộc có địa vị cực cao, bổ nguyên dòng giỏi long ngao. Hắn có cự tuyệt cũng vô dụng. Long ngao sẽ không tha cho hắn. Một tia bổng nguyên kia, trực tiếp tiến vào trong cơ thể đằng giao vương. Vừa vào đã tan chảy. Long ngao là cường giả bực nào. Sức mạnh của một tia bổng nguyên, đằng giao vương há có thể kháng cự. Bổng nguyên vừa nhập thể, đằng giao vương liền lột xác trở thành long tộc. Chuyện khiến cho đằng Giao Vương không thể tiếp nhận là hắn biến thành một đầu long đủ màu. Thanh sắc, hắc sắc cùng kim sắc trở thành đầu cự long tam sắc. Nội tâm của hắn muốn suy sụp. Long Ngao vừa ra tay, đám cường giả xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Kế tiếp bọn họ thầm mắng, tên này đúng là không biết xấu hổ. Trực tiếp biến đối phương thành dòng giỏi của hắn ở bên trong thiên đạo. Quá không biết xấu hổ. Rõ ràng đằng Giao Vương không muốn lột xác hóa rồng ai nấy đều có thể nhận ra mục đích của hắn chính là muốn thoát khỏi long tộc không đời nào long ngao nhìn không ra kết quả người này trực tiếp khiến hắn hóa rồng hơn nữa cũng cam bỏ đủ vốn gốc trả giá bằng một tia bổn nguyên kể từ đó đằng giao vương không thể nào tức giận hắn dù sao một tia bổn nguyên kia thế nhưng là đại cơ duyên đối với hắn trong hỗn độn trên mặt long ngao lộ rõ đắc ý cùng vui mừng nhìn thấy đằng giao vương chiến đấu ở chiến đài thiên đạo. Tràn đầy vui mừng mở miệng nói, đằng long con ta, có tư thế chí thượng, Thực là con mẹ nó không biết xấu hổ. Đám cường giả đều trố mắt nhìn hắn. Tên này quả nhiên không khác lời đồn, chính là gia hỏa mặt dày, không biết xấu hổ. Long quân thấy cảnh này, cũng bó tay với gã tiểu đệ vừa mới nhận. Long tộc đều là dùng Long Ngao làm tên gọi. Long Ngao cho đằng Giao Vương cái tên Đằng Long, trong tên mang theo chữ Long, dùng để biểu hiện hắn rất xem trọng đằng Giao Vương. Dù sao cũng là bổn nguyên đích tử. Đằng Giao Vương không lộ chân thân, hóa thành hình người, khóc không ra nước mắt, lặng lẽ rời khỏi chiến đài thiên đạo. Quá mẹ nó khốn kiếp. Thật không ngờ Long Tổ không biết xấu hổ. Chuyện khiến hắn càng khó chịu chính là, sau khi lột xác hóa rồng, vậy mà hắn lại biến thành đầu Long Tam Sắc. Thật là khó nhìn. Đằng Giao Vương tự nhủ, cả đời của hắn chưa làm ra quyết định gì khiến hắn hối hận hôm nay lại có hắn hối hận bước lên khiêu chiến long tổ sở huyền liếc nhìn long ngao mỉm cười tên này đúng là thú vị tâm tư linh hoạt da mặt lại dày lại không cần thể diện từ lúc hắn trực tiếp nhận long quân làm đại ca là có thể nhìn ra được lần này trực tiếp khiến đằng giao vương lột xác hóa rồng còn trở thành dòng giỏi đích trưởng tử của hắn kể từ đó thân phận đằng giao vương tại long tộc lập tức tăng cao đã trở thành long tộc đời thứ hai bối phận địa vị cao sau khi đằng giao vương trở thành long tộc tự nhiên mâu thuẫn sẽ giảm nhiều hơn nữa hắn đạt được một sợi bổn nguyên của long ngao thiên phú cùng khí vận đều được tăng cường xem như một cọc đại cơ duyên lại không ảnh hưởng địa vị của hắn trong yêu chi đạo đằng giao vương còn thống hận hắn sao nếu chỉ có vậy sở huyền cũng không xem trọng long ngao trong một sợi bổn nguyên kia, lúc cải tạo đằng giao vương, thì một tia ý niệm của hắn trực tiếp dung nhập vào trong thiên đạo. Một tia ý niệm kia dung nhập vào thiên đạo, bên trong còn ẩn giấu một chút khí vận của Long Ngao. Hắn dùng thứ này để trao đổi, thiên đạo sẽ không ngăn cản hành động của hắn. Hoặc là nói, tiến hành một giao dịch đối với người đứng sau thiên đạo. Long Ngao là trí cường giả, một tia ý niệm cùng khí vận, dung nhập bên trong thiên đạo, cũng là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho thiên đạo tên này rất thú vị là một người thông minh và linh hoạt sở huyền đột nhiên xem trọng long nao thực lực mạnh tâm tư linh hoạt lại không cần thể diện không muốn trở thành trí cường giả cũng khó thậm chí sở huyền còn hoài nghi nếu như thực lực long nao tăng lên tới cấp độ như ba vị hỗn độn cự thần chỉ sợ sẽ có cơ hội đột phá trí thượng hỗn độn hai đạo giả thiên địa thần châu so tài cùng phân thân của cổ thần hỗn độn trước mắt chỉ có một người đinh việt là thủ thắng đây là dưới tình huống đối thủ chủ quan kinh thường. Trước mắt mà nói, đám người đinh Việt so với phân thân cổ thần hỗn độn, thực lực vẫn có khoảng cách rất lớn. Chủ yếu do thực lực bọn hắn tăng lên quá nhanh, tích lũy chưa đủ. Cùng với khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, khả năng vận dụng đại đạo chi lực cũng chưa nhuần nhuyễn. Phân thân của cổ thần hỗn độn, nhìn thì giống như thực lực ngang nhau, nhưng mà bất luận là khả năng vận dụng đại đạo chi lực hay kinh nghiệm thực chiến, đều là cấp bậc chí cường giả hoàn toàn không cùng một tầng thứ nếu như đám người đinh việt có thể đánh bại phân thân của cổ thần hỗn độn thì gần như có thể được xem là vô địch cùng dai ít nhất là sinh linh cùng dai trong thắp hỗn độn rất khó chiến thắng bọn họ trừ phi là một vài tồn tại đặc thù ví dụ như một ít quân cờ của lão quái vật có để lại một ít thủ đoạn đặc thù hoặc là có được chí bảo đặc thù bất luận như thế nào một khi bọn hắn có thể chiến thắng phân thân của cổ thần hỗn độn thì thực lực đám người đinh việt chính là đỉnh cao trong tháp hỗn độn dùng khí vận thiên đạo kéo thêm một đám cường giả sở huyền tin tưởng chỉ cần mấy người đinh việt có thể tiếp tục chiến đấu thì thực lực gia tăng rất nhanh đồng thời tích lũy nội tình tất nhiên có thể đánh bại những phân thân của đám chí cường giả này một khi đánh bại những phân thân này sẽ kích hoạt hệ thống ban thưởng thực lực của mình sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nếu như mỗi lần đánh bại, đều kích hoạt hệ thống ban thưởng, một người đánh bại mấy tên cổ thần hỗn độn, thì mình có thể đạt được rất nhiều phần thưởng. Trong lòng sở huyền tràn đầy chờ mong. Hắn quyết định, nếu khiêu chiến thêm vài lần nữa, một khi đám đệ tử không thể đánh ngang tay cùng phân thân cổ thần hỗn độn, thậm chí lấy được chút ưu thế, sẽ sẽ truyền thụ bí kỹ đại đạo cho bọn chúng. Về phần bí thuật chí thượng hỗn độn, do thực lực mấy người đinh việt quá yếu không cách nào nắm giữ để tu luyện cho dù tu luyện được cũng không thể nào phát huy uy lực vượt xa bí kỹ đại đạo sở huyền càng hy vọng trong lúc chiến đấu đám đệ tử này có thể khai sáng ra bí kỹ đại đạo thuộc về mình chính thức đạt tới tiêu chuẩn xuất sư sau đằng giao vương xuất hiện chính là hổ thiên nhai hắn đã lột xác thành thần thú bạch hổ cũng là chủ của yêu giới khiêu chiến nãy giờ ngoại trừ đinh việt ra mấy người còn lại cũng không có vận dụng bí kỷ đại đạo do hắn truyền thụ thực lực hổ thiên nhai không hề thua kém đinh việt cùng tiêu lương cùng là người am hiểu sát phạt hơn nữa còn có uy áp thần thú bí kỷ đại đạo mà hắn tu luyện chính là chiến lục bất diệt tướng nếu như hổ thiên nhai thi triển chiến lục bất diệt tướng cho dù phân thân cổ thần hỗn độn có muốn đã bại hắn thì cũng không dễ như vậy đương nhiên giai đoạn đầu là vì tích lũy kinh nghiệm. Sẽ không vận dụng bí kỹ đại đạo ngay từ đầu. Kế tiếp khiêu chiến lần thứ hai, mới thật sự bộc phát toàn bộ thực lực chiến đấu. Sở huyền đang nghe truyện trên TV audio CV lại chờ mong Hắc Nguyệt xuất chiến. Nàng là người mạnh nhất trong đám đệ tử của hắn. Hơn nữa, thần hồn của nàng được hình thành bởi chính pháp tắc siêu nhiên sơ kỳ, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Có lẽ kiêu chiến lần đầu, có thể đánh bại phân thân cổ thần hỗn độn. Sở ách thì quá nhỏ tuổi, mặc dù tâm tính đã là thiếu niên. Trước mắt đang học tập ở trong thiên địa mới, rèn luyện tâm tính, sở huyền không để cho hắn tham dự luận bàn lần này. Huống hồ, sở ách là ách chủ hỗn độn sống lại. Không phải thiên kiêu bình thường. Trong cùng cấp sẽ không thua bất luận phân thân của vị cổ thần hỗn độn nào. Hổ thiên nhai vừa ra trận. Năm vị tiên thần ma yêu long, trên mặt lộ vẽ giật mình. Bạch Hổ, đây là một trong tứ linh thần thú của thiên địa, tồn tại sát phạt vô song. hẳn là Bạch Hổ đã chết, sau đó sống lại trong cửu vực. không phải vị kia. Long Ngao mở miệng nói. có lẽ là thiên địa thần châu sinh ra tứ linh thần thú. yêu tôn khẽ cười nói, ta đi chiếu cố hắn. lúc trước hắn từng quen biết với tứ linh thần thú cũng từng giao đấu vài lần với thần thú bạch hổ hổ thiên nhai liếc nhìn yêu tôn trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc trên người yêu tôn hắn ngửi thấy khí tức của yêu chi đạo hơn nữa trên người còn ẩn chứa một ít khí vận thiên địa tự hồ có nguồn gốc từ thiên địa cửu vực đây là một vị trí cường giả xuất thân từ cửu vực một trong mấy vị tiên thần ma thấy khí tức thế nào cũng không giống tam tộc tiên thần ma ngươi là ai yêu tôn nở nụ cười tà dị khí tức cũng mang theo tà dị ta chính là yêu tôn hổ thiên nhai khẽ giật mình như nhớ ra điều gì lại nói yêu tộc chi tôn trong cửu vực có thể nói như vậy nếu xét về tuổi tác ta còn lớn hơn tiên thần ma một chút yêu tôn quan sát hổ thiên nhai một hồi ngươi là thần thú bạch hổ một trong tứ linh thần thú hiện nay hổ thiên nhai lắc đầu nói ta không phải tứ linh thần thú Ta chính là chủ nhân của yêu giới, Hổ Thiên Nhai. Chủ nhân của yêu giới. Yêu Tôn khẽ giật mình. Khó trách, hắn cảm thấy trên người Hổ Thiên Nhai có một cổ khí vận đặc thù của yêu tộc. Chẳng qua là, yêu giới là thứ gì? Bố cục thiên địa thần châu, tất nhiên là khác với cửu vực. Yêu giới là vực nào? Hay là yêu vực trước đó? Yêu Tôn lầm tưởng, yêu giới chính là yêu vực trước kia trong cửu vực hôm nay dùng tên gọi khác mà thôi kỳ thật hắn chưa từng nghĩ đến yêu giới chính là một thế giới độc lập của yêu tộc đồng dạng tồn tại ở trong thiên đạo kết nối cùng thiên địa thần châu không phải là một vực yêu giới chính là yêu giới là thế giới yêu tộc có đại đạo duy nhất thuộc về yêu tộc thân hình hổ thiên nhai run rẩy tản mát ra một cổ sát phạt chi uy cuồn cuộn thiên địa đã khác ngoại trừ phân chia tam giới ra còn có yêu giới phật giới trong lòng yêu tôn chấn động không nhỏ. Thiên địa cửu vực, tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất? Thiên đạo xuất hiện, quả nhiên không hề bình thường. Toàn bộ đại thế hỗn độn, đều đang phát sinh biến hóa. Đến đây đi, để ta lĩnh giáo một chút, thực lực của yêu tôn thế nào? Hổ thiên nhai giơ móng vuốt lên, ngưng tụ lực lượng sát phạt. Vậy thì thử xem, vị yêu giới chi chủ như ngươi, có bao nhiêu tài năng? trên người yêu tôn tản mát ra một cổ yêu lực cuồn cuộn phía sau lưng hắn là cảnh tượng vạn yêu tụ hội vạn yêu gào thét lực lượng đại đạo cuồn cuộn tiếng rít đánh thẳng vào thần hồn như muốn chôn vùi thần hồn hổ thiên nhai gầm to một tiếng thân hình lập tức biến lớn thần thú chi uy cuồn cuộn trực tiếp trấn áp tiếng gào thét của vạn yêu xuống ầm ầm hai bên liền giao thủ hổ thiên nhai trực tiếp dùng bản thể chiến đấu vung vẩy móng vuốt đập xuống, giống như thái sơn áp đỉnh trước người yêu tôn ngưng tụ ra vô số pho tượng đại yêu đủ loại lớn có nhỏ có mỗi một pho tượng đại yêu đều phát ra đại đạo khác nhau yêu khí cuồn cuộn tràn ngập trên chiến đài thiên đạo hổ thiên nhai gầm thét đột nhiên bộc phát ra một cổ yêu lực cực mạnh sau lưng xuất hiện một đầu vạn yêu trường hà vô số đại yêu nhảy lên khỏi mặt sông tham gia chém giết đám cường giả yên lặng quan sát diễn biến trận đấu. Trận đại chiến này, xem như tranh đấu giữa yêu tộc chi chủ đời trước và đời sau. Dù sao phân thân của yêu tôn cũng là chí cường giả. Hổ thiên nhai không phải đối thủ yêu tôn, đây là kết quả hiển nhiên, không nằm ngoài suy đoán của đám người. Vị yêu tộc chi chủ đời sau, hổ thiên nhai này, thực lực khá mạnh, vậy mà ngoài ý muốn. Chẳng những có bi thế của yêu tộc chi chủ, còn có bi thế của thần thú bạch hổ sát phạt vô song. Đại chiến một hồi, hổ thiên nhai đã thất bại. Hắn không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi chiến đài thiên đạo, yên lặng tiêu hóa thu hoạch từ trận chiến này. Sau khi yêu tôn đạt được khí vận thiên đạo, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Không giống những người khác, dù sao thực lực của hắn cũng ngang ngửa với ba vị hỗn độn cự thần. Chỉ kém nửa bước là có thể đột phá chí thượng hỗn độn. Kết quả bị kẹt tại đây thật lâu không thể nào đột phá. Lúc khí vận thiên đạo dung nhập vào cơ thể, tự hồ hắn thấy được một người thân hình to lớn, vất tay chặt đứt con đường đột phá trí thượng hỗn độn. Mối thù đoạn đạo Bản thân không thể đột phá trí thượng hỗn độn, dĩ nhiên có người cố ý làm ra. Trong lúc nhất thời, tâm tình yêu tôn trở nên thống hận. Hắn hao phí thời gian biết bao nhiêu năm, cũng không để ý khai sáng yêu tộc, chính là vì muốn đột phá trí thượng hỗn độn. Kết quả, lại bị người khác cản tay mặc dù biết được con đường đột phá chí thượng hỗn độn bị chặn nhưng trong lòng hắn tràn ngập hận ý cũng có cảm giác bất lực trừ phi phá bỏ rào chắn nếu không sẽ vĩnh viễn không thể đột phá phá bỏ bằng cách nào đây đây chính là thủ đoạn của chí thượng hỗn độn đừng tưởng rằng hắn chí kém chí thượng hỗn độn nửa bước nhưng nửa bước này chính là một trời một vực không thể so sánh cho dù hắn có liên thủ cùng ba vị hỗn độn cự thần thì ở trong mắt của đối phương cũng chỉ là con sâu cái kiến phất tay là có thể một đám huống chi còn không biết mặt mũi đối phương ra sao thiên đạo nếu muốn đột phá có lẽ chỉ tìm biện pháp từ trong thiên đạo yêu tôn trời khỏi chiến đài thiên đạo hắn liếc nhìn thoáng qua ba vị hỗn độn cự thần diệt không cổ thần trảm hư cổ thần trước mắt trong hỗn độn chỉ có bốn người bọn hắn là kém chí thượng hỗn độn nửa bước nói một cách chính xác nếu con đường đột phá thông thoáng, bọn hắn đã trở thành chí thượng hỗn độn. Mối Thù Đoạn Đạo phải liên thủ đối phó. Lúc này hắn mới truyền âm cho ba người kia, giảng lại một màn lúc trước, khi đạt được khí vận thiên đạo. Ba vị cổ thần hỗn độn nghe vậy, ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Mối Thù Đoạn Đạo đồng thời cũng cảm giác vô lực. Mặc dù ngươi biết rõ thì thế nào, không thể đột phá có nghĩa là mãi mãi không thể báo thù huống chi càng không thể nói ra mình đã biết được chuyện con đường đột phá bị ngăn chặn nếu không chỉ sợ người kia sẽ trực tiếp ra tay tiễn đưa bọn hắn xuống suối vàng sở huyền nhìn về phía bốn vị yêu tôn giờ phút này có lẽ trong lòng bọn hắn cực kỳ phẫn nộ rồi đi dù sao là mối thù đoạn đạo khó đội trời chung hắn cũng không biết rốt cuộc là người nào ngăn chặn con đường đột phá chí thượng bởi vậy, khi yêu tôn đạt được khí vận thiên đạo, chỉ có thể thấy được một bóng người mơ hồ. Có thể ngăn chặn con đường trí thượng, ngoại trừ thực lực phải mạnh ra. Thì người này còn phải có liên quan đến pháp tắc trí thượng. ngẩng đầu nhìn về phía pháp tắc trí thượng hỗn độn, có thể thấy được một ít chấn động mơ hồ. Trong tầng không gian kia, đang có người tranh đấu. Tạm thời vẫn chưa có kết quả. Sở huyền tin chắc, một khi có kết quả, trí thượng hỗn độn sẽ buông xuống thiên đạo là một biến số, bọn hắn có thể không quản hay sao? Về phần bản thân hắn, đột nhiên lòi ra một vị trí thượng hỗn độn. Tất nhiên sẽ khiến những cường giả trí thượng kia cảnh giác, thậm chí sẽ có xu thế liên thủ chống lại hắn. Sau khi đột phá trí thượng hỗn độn, trong hỗn độn có mấy vị trí thượng, tất nhiên là bọn hắn đều biết. Sở huyền đột phá trí thượng hỗn độn, không giống người thường, hắn chỉ trạch một chỗ không lộ mặt, cho nên mấy vị trí thượng khác không thể biết sự tồn tại của hắn một khi hắn bại lộ đám người kia không cảnh giác mới là chuyện lạ cùng đối phó với một hai vị trí thượng hỗn độn sở huyền tự tin đủ ứng phó nếu là nhiều người cùng liên thủ dựa vào thực lực hiện tại của hắn không có nắm chắc trăm phần trăm bởi vậy cần tận lực gia tăng sức mạnh cùng với chuẩn bị thêm vài người minh hữu một khi con đường đột phá được khai thông trong nháy mắt bốn vị yêu tôn có thể đột phá chí thượng hỗn độn tự mình ra tay bảo vệ một chút có thể kháng cự mấy vị chí thượng kia liên thủ trong thời gian ngắn không thành vấn đề sau khi bốn vị này đột phá tự nhiên cùng một phe với mình mặc dù vừa đột phá thì thực lực khá yếu nhưng cũng là chí thượng hỗn độn có thể tạo ra thế cân bằng nhất định đây là ý định của sở huyền nếu xảy ra tình huống xấu nhất đương nhiên hắn cũng chờ mong phần thưởng kỳ hạn trăm năm có thể giúp cho mình gia tăng nhiều thực lực hơn nữa. Đủ để chống lại tất cả cường giả chí thượng hỗn độn. Sau khi hổ thiên nhai thất bại, người tiếp theo chính là sở bình phàm. Hắn vẫn cầm một đao trong tay, thanh một đao này đã sớm không phải là hình dạng ban đầu, mà là đao của cực đạo. Hơn nữa, sau khi sở bình phàm lột xác, cực đạo của hắn không chỉ gói gọn trong đao nữa rồi. Cùng loại với cực, bởi vì sở bình phàm đã trở thành cực đạo cổ thần có khí vận cực đạo đặc thù không thể xem là truyền thừa của cực có chỗ khác biệt so với cực đạo của cực chẳng qua cũng thuộc về cực đạo sở bình phàm vừa ra trận cực liền sửng sốt một chút cực đạo giả có lẽ những người khác không có cảm giác gì nhiều nhưng mà hắn là người khai sáng cực đạo há có thể không phát hiện ra được chân mày hắn hơi nhíu chặt cực đạo của sở bình phàm không giống bình thường tự thành một hệ có chút khác biệt so với cực đạo của hắn nhưng mà lại đúng là thuộc về cực đạo thêm một người khai sáng ra cực đạo cực yên lặng suy nghĩ hắn là người khai sáng ra cực đạo trong thời đại thiên địa cửu vực còn người này chẳng lẽ là người khai sáng cực đạo trong thời đại thiên địa thần châu đám cường giả còn lại khi nhìn thấy sở bình phàm đều hơi nhíu mày có chút bất thường nhất là một đám cổ thần hỗn độn từ trên người sở bình phàm bọn hắn mơ hồ nhận ra một ít khí vận cùng loại với cổ thần hỗn độn nhưng so với khí vận của cổ thần hỗn độn như bọn họ lại có chỗ khác biệt cuối cùng chỉ có thể quy trách nhiệm cho thiên địa thần châu cho thiên đạo thiên địa thay đổi thiên đạo cũng thay thế đại đạo cuối cùng sẽ có vài điểm khác biệt lần này hỗn độn cự thần tách ra phân thân buông xuống chiến đài hắn cũng muốn kiểm tra xem có đúng như lời yêu tôn nói hay không Thân thể của Hỗn Độn Cự Thần như núi đá, vô cùng to lớn. Thể hình của hắn khổng lồ, cũng không phải do thi triển năng lực gì, mà bởi vì bản thể của hắn là loại này. Sau khi đáp xuống chiến đài thiên đạo, hắn cũng không nhiều lời, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đạt được khí vận thiên đạo, nhìn xem có phải con đường chí thượng bị người khác ngăn chặn hay không. Đùng. Hắn đánh ra một quyền, nắm đấm cực lớn, giống như núi cao nện xuống sở bình phàm đứng trước thân thể khổng lồ giống như kiến nhìn thấy voi đao quan chợt lóe một đạo này phát ra lực lượng thăng hoa tới cực hạn vậy mà có thể chặn được một quyền khủng bố kia hỗn độn cự thần không khỏi liếc nhìn sở bình phàm vài lần hắn chỉ kém nửa bước là đột phá chí thượng hỗn độn thế nhưng thực lực chân chính đã vượt qua đám người thanh hồng cổ thần một đạo phân thân này ngay cả cùng cảnh giới hắn có thể tự tin lấy một địch hai đối chiến cùng phân thân mấy người khác oanh hắn lại nện xuống thêm một quyền sắc mặt sở bình phàm bình tĩnh đối mặt với một quyền như thái sơn không hề lui bước chút nào cả người lập tức tiến vào một loại trạng thái cực hạn chém ra một đao không có đao quan lạnh thấu xương cũng không có uy lực khủng bố len keng một đao này chặn lại một quyền kia đùng thân hình sở bình phàm liền hóa thành một đạo ánh sáng thừa cơ bay vọt lên, dịch chuyển tới trước mặt hỗn độn cự thần. Lại chém ra thêm một đao. Hỗn độn cự thần kinh ngạc. Lực lượng này quá đặc thù, vậy mà có thể ngưng luyện đại đạo chi lực đến cực hạn. Hắn không vội đánh ra một chưởng. ầm ầm Sở bình phàm nhanh chóng tránh né. Người trẻ tuổi nhân tộc, ngươi có chút thú vị. Hỗn độn cự thần mở miệng nói. Kế tiếp thân hình hắn lắc một cái, phát ra một cổ gợn sóng vô hình giống như sóng thần ập tới sở bình phàm bị gợn sóng này đánh bật ra ngoài ầm ầm hỗn độn cự thần bồi thêm một chưởng bàn tay khổng lồ giống như quả núi nện xuống hơn nữa trên bàn tay bắn ra lôi đình lấp lánh rốt cuộc sở bình phàm không thể chống lại hỗn độn cự thần sau cùng hắn bị dính một chưởng bay ngược bị thua khi đánh bại sở bình phàm khí vận thiên đạo nhập vào cơ thể hỗn độn cự thần theo khí vận thiên đạo dung nhập vào cơ thể trong ý thức của hắn tái hiện một bức tranh có thể thấy được mơ hồ chính đoàn pháp tắc chí thượng bao quát cả hỗn độn bên trong có một bóng người cao lớn đưa bàn tay đặt lên một đạo pháp tắc chí thượng có thể thấy được lờ mờ bên trong con đường chí thượng bị ngăn chặn sau đó hình ảnh liền biến mất trong lòng hỗn độn cự thần vô cùng tức giận ánh mắt bắn ra một đạo hàng quang. hắn kẹt tại một cửa này biết bao nhiêu năm khó trách rõ ràng đã phát động pháp tắc chí thượng hiện ra một chút mánh đầu mối nhưng mà trước sau cũng không thể nào đột phá thì ra là bị người khác đứng bên sông đoạn cầu giống như rõ ràng đã bước một chân lên cầu chân còn lại cũng dơ lên rồi kết quả có một tên khốn khiếp chặt đứt cầu ngăn cản bước chân của hắn không thể nào tiến lên mối thù đoạn đạo chính lẽ kẻ địch sinh tử kế tiếp trong lòng hỗn độn cự thần lại cảm thấy vô lực dù ngươi biết rõ thì thế nào không đột phá chí thượng hỗn độn thủy chung vẫn không thể báo thù không vào chí thượng ở trước mặt những tồn tại kia chẳng khác nào con sâu cái kiến tuy rằng chỉ kém nửa bước nhưng là khác biệt một trời một vực hỗn độn cự thần quay trở về sau đó truyền âm cho diệt không cổ thần cùng trảm hư cổ thần xác nhận lời nói của yêu tôn bốn người bắt đầu trao đổi làm thế nào phá vỡ con đường bị chắn kia đột phá chí thượng hỗn độn Thiên đạo xuất hiện. Không thể nghi ngờ là biến số trong hỗn độn, cũng là một cơ hội trời ban. Có lẽ chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội phá cục từ trong thiên đạo. Nếu như thiên đạo là biến số, sẽ thay đổi đại thế hỗn độn, thì cường giả cấp bậc chí thượng há có thể bỏ mặt hay sao? Yêu tôn mở miệng nói. Ba người còn lại đều cảm thấy rùng mình. Đúng vậy, nếu thiên đạo là biến số, có khả năng thay đổi đại thế hỗn độn, cường giả chí thượng há có thể bỏ mặt không quản hiện tại chưa thấy hiện thân là bởi vì sao hơn nữa lần đầu cường giả chí thượng ra tay chính là ở bên ngoài thiên địa đánh chết tần kết quả tần trở thành thần linh thiên đạo con đường chí thượng bị chặn chính là thiên đạo nói gián tiếp cho bọn hắn phải chăng là thiên đạo đang gặp phải uy hiếp từ cường giả chí thượng đang muốn nhờ bàn tay của bọn hắn phá cục tại sao thiên đạo lại xuất hiện? Sau lưng có tồn tại đại khủng bố nào không? Bốn người trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn đều là cáo già sống lâu năm, còn là người mạnh nhất dưới trí thượng hỗn độn. Rất nhanh đều ý thức được, chuyện ẩn đằng sau không tầm thường. Đương nhiên, những thứ này đối với bọn hắn cũng không quan trọng. Thiên đạo cần bọn hắn ra tay phá cục, bọn hắn lại cần mượn nhờ thiên đạo đột phá trí thượng hỗn độn, xem như một phe nếu bọn hắn đột phá thành công, thì cũng nên ra tay bảo vệ thiên đạo. Chẳng qua là, làm cách nào đột phá. Hơn nữa, sau lưng thiên đạo, không có gì đặc thù sao. Bất luận như thế nào, bốn vị hỗn độn cự thần đã không còn lựa chọn. Chỉ có nghĩ biện pháp, mượn nhờ thiên đạo đột phá trí thượng hỗn độn. Hoặc là dừng lại cảnh giới này mãi mãi, không cách nào đột phá. Ngay cả là người mạnh nhất dưới trí thượng hỗn độn, bọn hắn cũng không có cam lòng hơn nữa không thành chí thượng cuối cùng sẽ không thể khống chế vận mệnh của bản thân sau khi biết có người ra tay ngăn cản bọn hắn đột phá trong thời gian ngắn chỉ có thể nhịn xuống không thể lộ ra ngoài nếu thời gian càng dài tất nhiên sẽ không nhịn được sinh lòng oán giận bộc lộ ra chân tướng mọi chuyện một khi bại lộ ra chuyện này chính là thời khắc nguy hiểm rất có khả năng sẽ bị tồn tại kia gạt bỏ ba vị tiên thần ma liếc nhìn yêu tôn lại nhìn ba vị hỗn độn cự thần như có điều suy nghĩ bốn vị này chỉ sợ đã phát hiện ra đầu mối hẳn là có liên quan tới chuyện con đường chí thượng bị chặt đứt sau sở bình phàm đến lượt ma phật lên sàn một thân tăng y màu trắng như tuyết không nhiễm bụi trần phật quan dày đặc rất có khí chất xuất trần ánh mắt từ bi gương mặt mỉm cười khiến cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân nhưng mà cũng có một loại cảm giác trang nghiêm nội liễm thần uy không hiện ma phật vừa ra trận liền thu hút ánh mắt của tất cả cường giả ở đây thiên kiêu phật môn so với ma đồ la hán còn mạnh hơn nhiều hơn nữa phi thường trẻ tuổi nhất là khí chất đó càng là bất phàm vừa nhìn đã cảm thấy là người thiện lương từ bi có đại công đức nếu so với ma tộc bạo ngược ngông cuồng tạo thành hai loại tính cách tương phản đối nghịch không ít người đều nhìn về phía ma tổ thấy thế nào tự hồ phật môn cùng ma tộc tương lai sẽ trở thành đối thủ một mất một còn hơn nữa vị thiên kiêu phật môn này đừng nói xuất thân của hắn là ma tộc tạp huyết ở cửu vực nếu thật sự là như thế cả ma tộc này thật là thú vị ma phật chắp tay trước ngực bần tăng ma phật mời ma tổ nhất tự không phải chiến một trận mà là nhất tự ma tổ cười khẽ một tiếng bèn nói có ý tứ ma trong phật phật trong ma hắn phân ra một cổ phân thân hạ xuống chiến đài thiên đạo nhìn về phía ma phật không nhiễm trần thế khí chất xuất trần nụ cười hiền lành rất có từ bi chi ý cười nói nếu là trước kia nhìn thấy loại người như ngươi trước tiếng ta sẽ giết chết trước kia hắn chán ghét nhất là loại người này tiên tổ trước đó khí chất tiêu sái tiên phong đạo cốt hắn vừa nhìn thấy liền chán ghét còn muốn giết chết đối phương Thù hận giữa tiên và ma chính là bắt đầu như thế. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới trình độ cực cao, nhất là ma chi đạo, gần như tu luyện tới trạng thái hắn tưởng tượng ra. Đối với loại người như ma Phật này, trái lại đã không còn tâm tư hung ác cùng muốn giết, mà là bình tĩnh không dao động. Nhìn thấy tiên tổ, cũng không muốn đại chiến một trận cùng đối phương hay có ý định đối chọi gay gắt. Ma Phật vẫn duy trì nụ cười, nói, trước kia nếu ta nhìn thấy như ma đầu giống như ma tổ, ý nghĩ đầu tiên cũng là giết hoặc trấn áp. Hôm nay, ta cảm thấy ma cũng có thể độ hóa. Ma tổ khẽ nhíu mày. Ma Phật tiếp tục nói, không biết ma tổ có cảm thấy hứng thú đối với Phật pháp hay không. Có chút hứng thú. Trái lại ma tổ muốn nhìn một chút, ma Phật muốn làm gì? Nếu như ma tổ cảm thấy hứng thú với Phật pháp, không bằng quy y ngã Phật thì thế nào? Quy y thế nào? cần điều kiện gì ma phật khoanh chân ngồi trên không trung cả người hắn phát ra phật quan lập lòe ngưng tụ ra một đài hoa sen ma phật ngồi ở bên trên đài sen bần tăng giúp ma tổ tẩy đi tội nghiệp chuyển hóa ma niệm tự nhiên là có thể quy y ngã phật ma tổ liếc nhìn ma phật thật lâu rồi nói ngươi muốn dùng cách gì tẩy đi tội nghiệp của ta chuyển hóa ma niệm bần tăng sẽ dùng phật siêu độ ma phật ngồi ở bên trên đài sen mặt mũi hiền lành tăng y tuyết trắng không nhiễm trần thế chắp tay trước ngực trong miệng tụng niệm kinh phật ma tổ không có ra tay cũng không có ngăn cản mà là yên lặng lắng nghe thời gian trôi dần ánh mắt của hắn ngưng tụ đã nhận ra tiếng tụng kinh giống như hóa thành từng đạo phù văn dũng mãnh tiến vào trong thần hồn mong muốn độ hóa hắn thay đổi đại đạo của hắn khiến hắn công nhận phật đạo thành kính với phật đạo pháp môn này vừa quỷ dị vừa cường đại trên người ma tổ bốc lên ma khí cuồn cuộn. Cũng không phải là hắn chủ động, mà theo tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, cơ thể tự xuất hiện bài xích. Ở trong mắt ma tổ, thì đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp. Chỉ tụng kinh một hồi, vậy mà có thể kích hoạt ma khí trên người hắn phản kháng. Ma tổ vẫn không di động. Tùy ý để tiếng tụng kinh quẩn quanh, thậm chí nghiêng tai lắng nghe. Không biết trôi qua bao lâu, trong thoáng chốc, tự hồ nghe đến mê mẩn ma khí trên người mơ hồ xuất hiện một ít hỗn loạn. Trong cơ thể có một tia Phật quang như ẩn như hiện, tự hồ sắp sinh ra một tia Phật quang. Phát sinh xung đột với ma khí. Trong khoảng thời gian ngắn, ma khí trên người ma tổ cuộn trào mãnh liệt, giống như biến thành hung ma tuyệt thế. Khiến cho một đám cường giả vây xem đều kinh hãi. Tại sao có cảm giác ma tổ mất khống chế? Phân thân của hắn sắp thất bại. Bản tôn ma tổ lặng yên nhìn xem, không nói một lời trên chiến đài thiên đạo, Phật quan dày đặc, tiếng tụng kinh phát ra không ngừng. Ma Phật càng lộ ra trang nghiêm. Ma khí trên ma tổ ngày càng cuồng bạo, tự hồ cả người hắn lâm vào trạng thái nào đó. Đúng vào lúc này, trong ma khí cuồng bạo, vậy mà nổi lên một tia Phật quan nhàn nhạt. Từ lúc tia Phật quan này xuất hiện, ma khí đang cuồng bạo có xu thế bị trấn áp. Dường như muốn chuyển hóa ma khí thành Phật quan. Người vây xem cuộc chiến đều biết rõ, kỳ thật hai bên đã sớm bắt đầu đỏ sức. Tranh đấu giữa Phật và Ma Dựa vào tình huống hiện tại, tự hồ Ma Tổ đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Ma Tổ cũng không có động tay, tự hồ đang tiếp nhận bị động. Đợi đến lúc ma khí trên người ma tổ đã chuyển hóa thành Phật quan được một phần ba, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía ma Phật thở dài, phương pháp Phật môn, quả thật có tính khắc chế nhất định đối với ma tộc. Nhưng mà, hai bên như nước với lửa, ma cũng có thể khắc chế Phật. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Ta đã hiểu được một chút. Chỉ trong chớp mắt, Phật quan trên người ma tổ đã biến mất, ma khí cũng được thu vào. Giờ phút này, ngược lại nhìn hắn càng có khí chất của ma. Dường như một hồi tranh đấu Phật ma vừa nãy, đã khiến hắn có cảm ngộ càng sâu. Ma tổ nhìn về phía ma Phật, nói, Phật Pháp của ngươi có thể độ ma, nhưng ma đạo của ta cũng có thể biến Phật thành ma. Vừa dứt lời, trên người ma tổ liền phát ra ma quang, vang lên từng đạo ma âm. Ma âm lượng lờ, phản phất có thể câu dẫn ra ác niệm từ sâu trong lòng mỗi người. Có thể khuếch đại các loại cảm xúc, khiến cho người tham lam càng thêm tham lam, người hung ác càng thêm hung ác, người tức giận mất đi lý trí. Trong khoảng thời gian ngắn, ma âm va chạm cùng Phật âm, quấy nhiễu lẫn nhau một người độ ma thành Phật, một người hóa Phật thành ma. Bắt đầu đọ sức giữa Phật và ma. Lần này đọ sức, càng có tính khảo nghiệm niềm tin đối với đại đạo của hai người. Bất luận là tín niệm ma Phật dao động vì ma tổ, hoặc là tín niệm ma tổ dao động vì ma Phật, đều là mấu chốt quyết định thắng bại. Ma tổ chính là người khai sáng ma đạo, vẫn luôn truy cầu trạng thái ma trong lòng hắn. Ma Phật, chính là đại uy thượng Phật của Phật môn ngoại trừ vị phật tổ duy nhất là sở huyền ra thì ma phật chính là người đứng đầu phật môn trước mắt là người gánh vác phật môn đây là tranh đấu đại đạo của đôi bên giữa phật đạo cùng ma đạo ma tổ thất bại có nghĩa là ma yếu phật mạnh ma phật thất bại có nghĩa là ma mạnh phật yếu cũng là tranh đấu đại đạo cũng không phải là tranh đấu thực lực thuần túy sắc mặt ma đồ lộ vẽ nghiêm túc cẩn thận quan sát trận chiến không hề chớp mắt trận chiến này ảnh hưởng rất lớn ma phật có thể thua bởi thực lực ma tổ nhưng lại không thể để phật đạo thua ma đạo nếu không phật môn muốn phát triển mạnh mẽ muốn kháng cự ma tộc sẽ vô cùng xa vời trừ phi vị phật tổ trong truyền thuyết hiện thân lật kèo nam vô phật đà cũng chăm chú quan sát hắn là vị phật đà đầu tiên trong cửu vực có đủ đại ký vận vật lý cao thâm xét về địa vị đã gần với ma phật xét về vật lý kỳ thật không kém gì ma phật hắn cũng mở ra phật chi đạo thuộc về mình chẳng qua là thực lực yếu hơn ma phật nếu như ma phật thất bại hắn sẽ phải đăng tràn thử cứu vãn lại nhưng mà khi đó ma tổ sẽ cho hắn cơ hội đỏ sức cùng hắn hay sao tất nhiên sẽ dùng thực lực mạnh mẽ đánh bại hắn nếu như ma phật cũng thất bại nam vô phật đà tự hỏi cũng không có nhiều phần thắng tiếng tụng kinh đang yếu bớt ma âm đang biến mất cuối cùng tụng kinh ngừng ma âm biến mất không có thắng cũng không có bại ma tổ nhìn về phía ma phật ngược ánh mắt trở nên ngưng trọng hắn có cảnh giới gì vậy mà không thể chiến thắng khi so đạo với ma phật điều này chứng tỏ tín niệm phật đạo ma phật rất kiên định không bị ma đạo của mình quấy nhiễu như vậy cũng chứng minh phật đạo chính là đại địch đối với ma đạo thậm chí sẽ có cơ hội áp đảo ma đạo a di đà phật sắc mặt ma phật cũng trịnh trọng nếu không phải hắn vừa là ma trong phật lại là phật trong ma chỉ sợ khó có thể kháng cự ma âm của ma tổ nếu đổi là nam vô phật đà hoặc là ma đồ tất nhiên sẽ bị ma âm quấy nhiễu rơi vào trong ma đạo không hổ danh là ma tổ ta liền thử xem thực lực vị đại uy thượng phật như ngươi ma tổ giơ tay lên đánh ra một quyền thôi động ma lực hóa thành quái vật kinh khủng Thông vệ tất cả. Ma Phật cũng đánh ra một chưởng, hóa thành đài sen hoàng kim, chụp lấy quái vật kinh khủng. Chiến đấu bùng nổ. Trước là so đạo với nhau, hiện tại là so đấu thực lực. Ma Tổ lập tức thể hiện ra sự cường đại của hắn. Trước đó Ma Tổ không ra tay, nhìn như yên lặng, nhưng sau khi xuất thủ thì vô cùng hung ác. Ma khí ngập trời, sát ý lẫm liệt, khí tức hung ác càng quét xung quanh. Dường như muốn hủy diệt tất cả phá hủy mọi thứ. Tự hồ đã mất lý trí, đây là trạng thái ma hóa. Võ giả nhập ma, chính là bộ dáng này. Ma Phật áo trắng như tuyết, Phật quan chiếu rọi, gương mặt hiền hòa, cũng là thể hiện ra xu thế nộ mục kim cương. Cửu trọng ma ngục. Ma tổ hừ lạnh một tiếng, bên trong ma khí cuồn cuộn xuất hiện vô số bóng đen, tiếng kêu thảm thiết, cùng với khóc đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Phản phất như cảnh tượng địa ngục nhân gian, vô số cảnh tượng bi thảm đều hiện ra ở bên trong, lại giống như vô số quan hồn đang gào rú thê lương thảm thiết. Ma phật gầm to giận dữ, ngay lập tức tăng y màu trắng trên người nổ tung tóe. Đại uy thiên long, một đầu cự long uy thế ngập trời, từ phía sau lưng hắn bay ra, gầm to một tiếng, đánh thẳng về phía cửu trọng ma ngục. Giờ khắc này, ma phật đã có vài phần ma tính, nhưng lại khác với ma tổ trong ma tính của hắn có ẩn chứa nhiều trang nghiêm cùng thần uy. Long Ngao trợn tròn mắt. Đây là chiến kỹ gì? Làm sao còn biến ra một đầu cự long? Mặc dù không phải là chân long, nhưng mà lại có uy lực của long tộc. Hơn nữa, có thêm vài phần hạo nhiên chi khí. Ma Phật thừa lúc đầu rồng này bay lên, trong tay cũng móc ra một thanh giới đao. Giờ khắc này, ma tổ cũng lộ ra ma tướng. Ma tướng phía sau hắn, hoặc giận hoặc vui, hình thái không giống nhau ma tướng không giống nhau mỗi loại ma tướng đều là một đại đạo do hắn cảm ngộ ra lực lượng cũng là không giống nhau ầm ầm đại chiến kịch liệt chỉ qua mấy hơi ma phật liền thất bại ta sẽ tiếp tục kiêu chiến ngươi ma phật trịnh trọng nói ra cứ đến ma tổ lãnh ngạo cười nói trận chiến này mặc dù hắn thắng nhưng là lần đầu tiên xác nhận sự tồn tại của Phật môn. Mặc dù hiện tại thực lực Phật môn quá yếu, hắn không để vào mắt. Nhưng sau trận chiến này, ma tổ biết rõ tiềm lực của Phật môn rất lớn. Một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ là một đại thế lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, đỏ sức cùng Phật đạo, trong lòng ma tổ sinh ra cảm ngộ mới. Ma tộc có đại địch nhằm vào, cũng không phải chuyện xấu. Bất luận là độ ma nhập Phật, hay là hóa Phật nhập ma, trong lúc tranh đấu tất nhiên sẽ xúc tiến lẫn nhau, xác thực lẫn nhau, không ngừng kích thích bản thân phải tiến bộ. Khí vận thiên đạo nhập vào cơ thể. Ma tổ trầm mặt một hồi, ma tướng sau lưng hắn như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất. Rời khỏi chiến đài thiên đạo, trở lại bên cạnh bản tôn. Không giống mấy cường giả khác, ma tổ trực tiếp thu hồi phân thân. Dường như hắn không sợ bên trong có cạm bẫy hay vấn đề gì đó. Nhìn thấy ma tổ thu hồi phân thân. Mấy vị hám tinh cổ thần cũng không khỏi liếc nhìn hắn. "Ma, thấy thế nào?" Hám tinh cổ thần không nhịn được mở miệng hỏi. Bọn hắn đều muốn biết, sau khi phân thân dung hợp bản thể, sẽ xảy ra chuyện gì. "Thêm một tia khí vận mà thôi." Ma Tổ bình tĩnh nói, sau đó im lặng. Về phần có biến hóa gì? Đơn giản là đã có nguồn gốc cùng thiên đạo, tạm thời cũng không có bất kỳ ảnh hưởng đối với bản thân. Về phần có ảnh hưởng gì tới thiên đạo không, hắn cũng không biết. Cũng đã tu luyện tới cảnh giới siêu thoát thiên địa cực hạn, vẫn sợ đầu sợ đuôi như thế, xem như mất cường giả chi tâm. Ít nhiều gì thì trong lòng ma tổ có chút khinh bỉ đám người hám tinh cổ thần. Sở huyền nhìn về phía đại dương bên trong thiên địa thần châu, bên trên một hòn đảo. Đây là chỗ ma tộc còn sót lại sinh sống. Số lượng không nhiều lắm. Mấy trăm người mà thôi đại trưởng lão ma tộc lúc trước, hôm nay đã là thủ lĩnh ma tộc. Thực lực đạo cảnh 30 quan, xem như tiến bộ thần tốc. Hắn trở thành thủ lĩnh ma tộc, có liên quan tới chuyện độc hưởng khí vận ma tộc. Khi phân thân ma tổ trở về bản thể, tiếp nhận khí vận thiên đạo, đồng thời sinh ra liên hệ cùng thiên đạo, sau khi có được căn nguyên. Thì pháp tắc ma đạo bên trong thiên đạo, ngay tức thì phát sinh một vài biến hóa. Toàn bộ thiên đạo, cũng bởi vì ma tổ mà đề thăng một ít cũng vào đúng lúc này ma tộc giống như lục bình đột nhiên có căn nguyên tìm được chỗ nương tựa trong nháy mắt tất cả ma tộc đều bốc lên ma khí cuồn cuộn nhận lấy khí vận thiên đạo gia trì cảm ngộ ma đạo trở nên dễ hơn thực lực tăng mạnh đại trưởng lão ma tộc trực tiếp đột phá hai quan hắn liền mừng rỡ không thôi chỉ mới chớp mắt đã cảm thấy khác biệt lúc này quỳ ở trên đất mừng rỡ như điên ma tổ hiển linh Ma tổ ở trên, xin nhận lấy một lạy của hậu bối. Khi hắn quỳ lạy ma tổ, trong thoáng chốc, một đạo bóng lưng hiện ra trước mắt hắn. Đó là một bóng người cao lớn khủng bố. Thành viên ma tộc còn lại, nhao nhao quỳ rạp trên đất. Lúc này đại trưởng lão ma tộc vung tay lên, bắt đầu ghi nhớ đạo bóng lưng kia. Theo đạo bóng lưng này xuất hiện, tựa hồ ẩn chứa cảm ngộ ma đạo vô thường. Lúc nhìn thấy thân ảnh ma tổ, giống như trong lòng mừng tỉnh đại ngộ, đại trưởng lão ma tộc hô to một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, không có ma tộc, chỉ có ma đạo, chúng sinh đều có thể nhập ma đạo. Ta là thủ lĩnh ma đạo. Theo ta lạy ma tổ. Vô số thành viên ma tộc đang quỳ lạy dưới đất, ở trên không trung là bức họa phát thảo bóng lưng ma tổ. Sở huyền yên lặng quan sát, hắn không có ngăn cản. Ma đạo xuất hiện. Đã có Phật đạo, quỷ đạo, sao lại không có ma đạo? Nhập ma, vốn nên tồn tại nếu như có võ giả nhập ma dẫn đến mất đi lý trí thích giết chóc tại sao không thể có ma đạo người nhập ma chính là nhập ma đạo thiên đạo sẽ càng trở nên hoàn thiện hơn ma tổ đang cảm ngộ lấy khí vận thiên đạo đột nhiên nhận thấy điều gì nhìn về phía thiên địa thần châu tự hồ có thứ gì đó xúc động hắn đến từ thiên đạo đến từ thiên địa thần châu ma đạo ư Tiên tổ hơi nhíu mày, vừa rồi chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra ma tổ có gì đó khác thường. Tự hồ đại đạo của hắn, càng hoàn thiện hơn, thực lực cũng tăng lên. Lại nhìn thoáng qua thần tổ, trong ba người bọn hắn, thần tổ có thực lực yếu nhất, mặc dù trên lệch không lớn, nhưng mà nếu so với ma tổ, kém một ít. Nguyên nhân thực lực của hắn đã lâu không có tiến triển, bởi vì hắn từng xuất hiện dao động đối với đại đạo của bản thân, cho nên mới rớt lại phía sau nhìn về phía thiên địa thần châu. Tiên tổ đang yên lặng suy tính gì đó. Sau ma Phật, chính là Hắc Nguyệt ra sân. Nàng là người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử. Hơn nữa thần hồn của nàng là do pháp tắc siêu nhiên hình thức ban đầu biến thành. Sở huyền tràn đầy chờ mong. Có lẽ trận đầu của Hắc Nguyệt có thể đánh bại phân thân của thần hỗn độn. Trên mặt Hắc Nguyệt không có chút cảm xúc, bộ dạng lạnh nhạt. Cũng không có khí thế quá mạnh mẽ, Bất quá nàng cũng lộ ra thực lực bản thân Hai đạo 15 vạn dặm Lại là nhân tộc Hơn nữa, nữ tử này là người có thực lực mạnh nhất Không biết vì sao, bọn hắn cảm giác tự hồ nữ nhân này có một loại khí vận đặc thù Đám cường giả các tộc cửu vực thầm thở dài Nhân tộc, thật sự muốn cuộc khởi trong thiên địa thần châu Trong lòng bọn hắn đã quyết định Sẽ đưa một đám hậu bối tiến vào thiên địa thần châu sau khi tiến vào, nhất trí liên minh, cố gắng đối kháng nhân tộc. Hơn nữa, chỉ có tiến vào thiên địa, mới có thể sinh ra càng nhiều hậu bối thiên kiêu. Mới không bị nhân tộc bỏ lại quá xa. Lúc này một vị phân thân của cổ thần hỗn độn hạ xuống, tiến vào chiến đài thiên đạo. Trong nháy mắt từ một hóa mười, từ mười hóa trăm, mỗi một bóng người đều giống nhau như đúc. Làm cho người khác không cách nào nhận biết, bóng người nào mới là chân thân. Cũng có thể, tất cả bóng người đều là chân thân chuyện đáng sợ hơn chính là mỗi một bóng người đều đánh ra công kích không giống nhau vị này là thiên ảnh cổ thần một vị cổ thần cực mạnh hơn nữa rất khó chơi phân hóa ra vô số bóng người mỗi một bóng người đều có thực lực tương đương mặc dù mỗi bóng người đều có thực lực yếu hơn chân thân của hắn nhưng mà số lượng phân thân rất đông hơn nữa phối hợp ăn ý với nhau thủ đoạn công kích đều khác biệt chẳng những thực lực tổng thể không có yếu bớt ngược lại còn mạnh hơn cũng khó đối phó hơn xung quanh người hắc nguyệt xuất hiện một vòng lực lượng pháp tắc vô hình đại đạo của nàng rất đặc thù lúc thi triển lực lượng hoàn toàn là hình thái lực lượng pháp tắc trái lại không hiện ra lực lượng đại đạo từng tầng pháp tắc lan tràn gần như bao trùm cả chiến đài thiên đạo pháp tắc chồng chất lẫn nhau phong tỏa thiên ảnh cổ thần ở bên ngoài vòng sáng Hắc Nguyệt đứng ở trong vòng được bảo hộ, liền thi triển công kích. Thiên ảnh cổ thần rất nghi hoặc, tại sao lực lượng của đối phương lại bất thường như vậy? Đại đạo chi lực rất ít, gần như không lộ ra đại đạo. Chẳng lẽ do đối phương lĩnh ngộ mộ ra một loại bí kỷ đại đạo? ầm ầm, Lôi đình, hỏa diễm, băng giá, khói cát, đủ loại công kích đánh tới Hắc Nguyệt. Hai tay Hắc Nguyệt vung lên, lực lượng pháp tắc tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ ra công kích cùng loại, đánh về mỗi đạo bóng người trong khoảng thời gian ngắn trên chiến đài đủ loại màu sắc công kích hỗn tạp đang vào nhau hai tay hắc nguyệt như nhảy múa giữa không trung lực lượng pháp tắc vô hình ngưng tụ ra vô số đạo công kích một bên kháng cự thế công của thiên ảnh cổ thần một bên bắt đầu thu nhỏ phạm vi vòng sáng pháp tắc đồng thời nàng cũng quan sát từng đạo phân thân của thiên ảnh cổ thần muốn tìm kiếm ra nhược điểm của mỗi đạo phân thân cùng với phương thức có thể khắc chế Thiên ảnh cổ thần khẽ nhíu mày. Hai bên vừa giao thủ, hắn đã cảm thấy lực lượng của Hắc Nguyệt bày ra không đúng lắm. Tuy có dấu vết đại đạo, nhưng mà càng lộ ra loại pháp tắc nào đó. Tự hồ có thể khiến tất cả phải tuân theo pháp tắc của nàng. Công kích đụng trúng pháp tắc kia, đều trực tiếp bị thay đổi, biến thành hư vô. Thậm chí công kích sẽ quay ngược trở về. Hoặc là rẽ một cái, đụng vào công kích của phân thân khác của hắn. Nữ tử này chỉ vừa khai đạo 15 vạn dặm Còn chưa đạt tới chuẩn khai đạo giả thiên địa Làm sao lại có lực lượng pháp tắc kinh khủng bực này Ngay cả hắn là siêu thoát thiên địa cực hạn Khi đối chiến với cường giả đồng cấp Cũng không thể làm được thế này Chẳng lẽ là bí kỷ đại đạo cường đại nào đó Thiên ảnh cổ thần nghiêng về đáp án Lực lượng hắc nguyệt thi triển là một môn bí kỷ đại đạo cường đại Mà không phải là lực lượng do nàng nắm giữ ngay cả cường giả siêu thoát thiên địa cũng không có lực lượng thế này, huống chi một người chưa đạt chuẩn khai đạo giả thiên địa. Loại này gần như có thể chế định quy tắc, khiến cho công kích của địch nhân dựa theo ý muốn của mình, e rằng chỉ có chí thượng hỗn độn trong truyền thuyết mới có thể làm được. Ngoại trừ thiên ảnh cổ thần. Đám cường giả còn lại đều nhìn ra, lực lượng của Hắc Nguyệt rất đặc biệt. Bất quá, bọn hắn đều nghĩ giống như thiên ảnh cổ thần, tưởng rằng đây là một môn bí kỹ đại đạo. Nghe đồn, nhân tộc lĩnh ngộ bí kỷ đại đạo tương đối dễ dàng, hơn nữa còn dễ tiếp nhận truyền thừa bí kỷ đại đạo. Đây là một môn bí kỹ đại đạo rất mạnh. Nếu không phải do nàng kế thừa, mà là tự mình nghĩ ra, thì thiên phú của Hắc Nguyệt vượt quá sức tưởng tượng. Dựa vào môn bí kỹ đại đạo này, gần như có thể quét sạch đối thủ cùng giai. Thiên ảnh cổ thần liên tục đánh ra đủ loại công kích cường đại. Đến cuối cùng, thậm chí hắn còn vận dụng một ít bí kỷ rất mạnh nhưng mà mặc dù thành công khiến cho hắc nguyệt bắt đầu né tránh lộ ra chút chật vật thì vẫn không cách nào giành được chiến thắng hắn cảm thấy hơi áp lực nữ nhân này quá mạnh tuyệt đối là vô địch cùng giai phải biết rằng một đạo phân thân này của hắn bản thân đã vượt qua người tu luyện cùng giai khiêu chiến vượt cấp cũng là chuyện bình thường huống chi hắn còn là chí cường giả khả năng vận dụng đại đạo chi lực cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đều vượt qua tất cả. Hắc Nguyệt thi triển bí kỹ đại đạo gì? Hơn nữa, tại sao có thể duy trì lâu như vậy? Chiến đấu càng lâu, Hắc Nguyệt dần thích nghi chiến đấu với thiên ảnh cổ thần, thậm chí đã tìm được nhược điểm của thiên ảnh cổ thần. Đương nhiên, dù sao cũng là phân thân của chí cường giả. Nàng muốn đánh bại cổ phân thân thiên ảnh cổ thần. Độ khó cũng không thấp. ầm ầm Trận đỏ sức này, dằn con một khắc đồng hồ đây là trận chiến kéo dài lâu nhất thiên ảnh cổ thần cũng là cổ thần duy nhất dưới tình huống ứng phó toàn lực cũng không thể chiến thắng trong thời gian ngắn trên mặt sở huyền lộ vẻ vui mừng quả nhiên hắc nguyệt không khiến hắn thất vọng lần đầu xuất hiện liền bộc lộ ra thực lực mạnh như thế chiến đấu kéo dài cho tới bây giờ kỳ thật phân thân của thiên ảnh cổ thần đã tiêu hao không nhỏ thực lực dần hạ thấp tuy là hắc nguyệt cũng tiêu hao không ít nhưng mà rõ ràng càng thêm bền bỉ sở huyền đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn ra được thiên ảnh cổ thần sắp thua đến nơi rồi cho dù thiên ảnh cổ thần chuẩn bị thi triển đại chiêu thì vẫn không cách nào cứu vãn kết cục thảm bại thật ra hắc nguyệt đang chờ đợi hắn vận dụng đại chiêu trên chiến đài thiên đạo hàng nghìn cái bóng đang nhảy múa đại đạo chi lực tuôn trào mãnh liệt vô số thủ đoạn công kích vào đúng lúc này xuất hiện đồng loạt mỗi một cái bóng đều bột phát ra lực lượng kinh khủng tự hồ mỗi cái bóng đều có đại đạo độc lập sắc mặt hắc nguyệt vẫn bình tĩnh hai tay nàng tung bay ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc đã vây khốn thiên ảnh cổ thần bên trong vòng sáng pháp tắc chỉ chờ thời cơ thích hợp bột phát ra thủ đoạn lôi đình sắc mặt thiên ảnh cổ thần lạnh lùng cảm giác mình làm cổ thần hỗn độn có chút mất mặt chiến đấu đến tận giờ vậy mà không thể thủ thắng Hàng nghìn cái bóng đang xen vào nhau, bày ra lực lượng kinh khủng, một cổ sóng gợn vặn vẹo, hiện ra giữa nghìn cái bóng. Hắc Nguyệt đang bị bao vây bởi những cái bóng này. Công kích vô tấn sắp ập tới. Giờ khắc này, nàng muốn tránh cũng không được, muốn né cũng không xong, chỉ có thể dùng toàn lực chống cự. Nhưng mà, nàng có thể ngăn lại công kích khủng bố như thế? Đây chính là tương đương với đối mặt với sự vây công từ hàng ngàn vị cường giả, thực lực chỉ hơi kém bản thân hơn nữa còn bộc phát công kích cùng lúc. Mỗi một đạo công kích cũng khác nhau. Thiên ảnh cổ thần không cho rằng, Hắc Nguyệt có thể ngăn được công kích khủng bố như thế. Hắn đã từng dựa vào thủ đoạn công phạt này, đánh chết kẻ địch có thực lực mạnh hơn mình. Nữ nhân này bất phàm. Hám tinh cổ thần mở miệng nói. Tuyết bạo cổ thần cũng gật đầu. Đám cường giả còn lại đều tán thành. Có thể ép cho thiên ảnh cổ thần thi triển ra thủ đoạn thế này, đủ để chứng minh Hắc Nguyệt rất mạnh. Ngay cả bọn hắn, lúc đối mặt với thủ đoạn công kích thế này của Thiên Ảnh Cổ Thần, nếu không có sớm đào tẩu, tránh cho dính vào vòng vây công thì bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự ngăn được một kích này. Trong đám cường giả có mặt ở đây, e rằng chỉ có 3 vị hỗn độn cự thần mới có thực lực này. Dù sao yêu tôn quá khiêm tốn, không có lộ ra thực lực chân chính. Bởi vậy, ngoại trừ 3 vị hỗn độn cự thần Đám cường giả còn lại cũng không biết, kỳ thật thực lực Yêu Tôn đã không kém gì hỗn độn cự thần. Ngược lại tiên tổ có chút suy đoán. Bất quá hắn chỉ là cho rằng Yêu Tôn chỉ mạnh hơn bọn hắn một bậc, cũng không dám xếp ngang hàng với ba vị hỗn độn cự thần. Đây chính là cảnh giới tối cao, chỉ kém nửa bước là đột phá chí thượng hỗn độn. Một đám cường giả đều cho rằng Hắc Nguyệt sẽ thua dưới một kích này. Nhưng Sở Huyền lại biết, thiên ảnh cổ thần sắp bại rồi thật ra hắc nguyệt đang chờ đợi thời cơ thiên ảnh cổ thần đang muốn bộc phát tất cả phân thân của hắn đang muốn bộc phát ra một đòn cực mạnh nhưng đúng vào lúc này tự hồ có pháp tắc buông xuống tất cả phân thân của hắn đều bị bao phủ bên trong một loại pháp tắc có thể thấy được mơ hồ một tấm lưới pháp tắc đột ngột hiện ra lực lượng pháp tắc cũng tuôn trào tất cả phân thân của thiên ảnh cổ thần đột ngột biến mất chỉ còn lại một người tự hồ khi ở trong tấm lưới pháp tắc này hắn không cách nào phân thân chỉ có thể hiện ra bản thể vốn hắn đang chuẩn bị phát động công kích đột nhiên hụt hơi chuyện đáng sợ hơn chính là tất cả phân thân lập tức trở về một thể tự nhiên lực lượng tích góp cũng trở về một thể kể từ đó lực lượng đã mất soát thậm chí đại đạo cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn đại đạo thiên ảnh vậy mà không cách nào phân thân làm sao mà không hỗn loạn cho được Lúc cường giả giao chiến, chỉ cần mất khống chế trong một giây đều là nguy hiểm trí mạng. Thiên ảnh cổ thần thầm chấn kinh. Pháp tắc quấy nhiễu. Ở bên trong pháp tắc, bất luận là ai cũng không thể phân thân hoặc thi triển thủ đoạn tương tự. Thiên ảnh chi thân của hắn cũng không thể thi triển bên trong tấm lưới pháp tắc này. Ở đâu chui ra pháp tắc cường đại như vậy? Pháp tắc thiên đạo. Bởi vì công kích của mình có tính uy hiếp trí mạng đối với Hắc Nguyệt, cho nên pháp tắc thiên đạo can thiệp không đúng đây không phải là pháp tắc thiên đạo mà là lực lượng của hắc nguyệt là của nàng đại đạo tại sao đại đạo của nàng lại hoàn thiện như thế còn có lực lượng pháp tắc đặc thù không đợi hắn tỉnh táo lại một vòng ánh sáng đã hiện ra pháp tắc hóa thành lưỡi dao trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn hắc nguyệt thở hổn hển trong nháy mắt vừa rồi nàng cưỡng ép dùng pháp tắc quấy nhiễu đại đạo thiên ảnh cổ thần, tiêu hao cực kỳ to lớn. Hơn nữa còn nhận lấy một ít phản vệ. Kỳ thật trong khoảnh khắc đó, nàng đã bị thương. Chẳng qua là thiên ảnh cổ thần nào có dự đoán được, hắn rất rung động, không thể kịp thời thoát ra ngoài tấm lướt pháp tắc. Hắc Nguyệt nắm lấy thời cơ, dùng một kích đã bại thiên ảnh cổ thần. Vậy mà ta lại thất bại. Thiên ảnh cổ thần nhìn về phía Hắc Nguyệt. Nữ nhân này, tuyệt đối là yêu nghiệt. Nếu thực lực của nàng đạt tới siêu thoát thiên địa cực hạn, thì ngay cả bản tôn của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thậm chí, cường giả ngang cấp với nàng, chỉ sợ không có người nào là đối thủ. Đại đạo của nàng quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Phân thân thiên ảnh cổ thần biến mất, sát nhập vào trong thiên đạo. Kể cả ký vận cổ thần hỗn độn của phân thân này. Trong hỗn độn, một đám cường giả đều ngốc trệ bọn hắn không thể tài nào hiểu nổi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tại sao thiên ảnh cổ thần lại đột nhiên thất bại? Hắn đã chuẩn bị bộc phát một kích cực mạnh, tại sao đột nhiên trở về bản thể? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chiến đài thiên đạo, chính là do pháp tắc thiên đạo biến thành, đám cường giả có thể nhìn thấy tình huống giao đấu, thậm chí cảm nhận được khí tức cùng thực lực người khiêu chiến. Nhưng mà, một vài người cấp độ càng cao, lại không thể nhận ra dị thường, bởi vì bị pháp tắc thiên đạo ngăn cản cho nên đám cường giả ở ngoài cũng không hiểu được tại sao lúc thời khắc mấu chốt thiên ảnh cổ thần lại thua cố ý nhận thua ngoại trừ cố ý nhận thua ra bọn hắn thật sự không thể hiểu được vì sao ở thời khắc mấu chốt thiên ảnh cổ thần lại biến trở về bản thể bị hắc nguyệt nắm lấy thời cơ đánh bại hắc nguyệt chiến thắng cũng là chuyện trong dự liệu trong hàng ngũ đệ tử ngoại trừ đinh việt ra thì nàng là người đầu tiên dựa vào thực lực chân chính, đánh bại phân thân cổ thần hỗn độn. Sở huyền lại cảm thấy không có gì bất ngờ. Dù sao thần hồn của Hắc Nguyệt cũng không giống người thường. Đại đạo của nàng cũng rất đặc thù. Lúc giao chiến thì không vận dụng đại đạo chi lực, chủ yếu vẫn là lực lượng pháp tắc. Chỉ cần Hắc Nguyệt chăm chỉ tu luyện, tất nhiên tương lai sẽ trở thành trí thượng hỗn độn. Mặc dù con đường đột phá bị gia hỏa nào đó ngăn cản nhưng lại không ngăn được hắc nguyệt. Phương pháp mà nàng dùng để đột phá trí thượng hỗn độn là dựa vào thần hồn pháp tắc siêu nhiên nguyên mẫu. Chỉ cần pháp tắc nguyên mẫu phát triển, tự nhiên sẽ có ngày trở thành trí thượng hỗn độn. Trong chín người đệ tử, chỉ có sở ách, vì ách chủ hỗn độn tái sinh này mới có thể vượt mặt hắc nguyệt. Thậm chí sở huyền còn hoài nghi, người kia ngăn chặn con đường đột phá trí thượng, mục đích căn bản là vì ngăn cản ách chủ hỗn độn đột phá. Kiếp trước của Sở Ách, gần như chính là cường giả siêu thoát hỗn độn, mặc dù thất bại chết đi, nhưng lại được tái sinh. Làm sao mà không có một ít hậu chiêu? Nếu muốn ngăn cấm Sở Ách đột phá chí thượng hỗn độn, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Người kia ngăn chặn con đường đột phá, chưa hẳn là vì Sở Ách. Khả năng lớn hơn, vẫn là vì hạn chế cường giả chí thượng hỗn độn, tránh cho quyền lực trong hỗn độn bị phân tán quá nhiều. Ký chủ không bước chân ra khỏi nhà, bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú đệ tử hắc nguyệt của ngươi đánh bại phân thân cổ thần hỗn độn ban thưởng tu vi trăm năm chí thượng sau khi hắc nguyệt đánh bại thiên ảnh cổ thần hệ thống cũng ban thưởng sở huyền nhận lấy phần thường liền cảm giác thực lực của mình lại tăng lên một ít tu vi trăm năm cũng không xem là nhiều không có phương pháp tu luyện siêu thoát hỗn độn cụ thể toàn bộ đều nhờ tăng lên một cách bị động dù sao thì tốc độ quá chậm Tu vi trăm năm mà chỉ tăng lên được một đoạn nhỏ. Sở Huyền càng thêm chờ mong, khi kỳ hạn 100 năm đến, hệ thống có thể giúp mình tặng đến một bộ phương pháp tu luyện siêu thoát hỗn độn. Kể từ đó, thời gian mình đột phá siêu thoát hỗn độn sẽ rút ngắn rất nhiều. Thiên Ảnh, tại sao ngươi lại thua rồi? Hám Tinh cổ thần không nhịn được, đành mở miệng hỏi. Thời điểm nên thua, dĩ nhiên là phải thua. Thiên Ảnh cổ thần lạnh nhạt trả lời tại sao lại bại thực lực không bằng người mà thôi đương nhiên hắn cũng không nói ra tình huống thực tế hắn tin cổ thần cũng không có gạn hỏi trong lòng hắn thầm tin chắc rằng là thiên ảnh cổ thần cố ý thua chỉ sợ có âm mưu gì khác sau khi hắc nguyệt chiến thắng đến lượt đinh việt lên đài hắn điểm mặt khiêu chiến thanh hồng cổ thần lúc này thanh hồng cổ thần phân ra một đạo phân thân buông xuống hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy thực lực chân chính của mình lần trước do bản thân khinh địch cho nên bị người lật bàn hơn nữa rõ ràng khí vận thiên đạo có chút đặc thù hắn cũng muốn nhìn xem sau khi đạt được khí vận thiên đạo sẽ có lợi ích gì về phần thiên ảnh cổ thần tại sao cam tâm chịu thua tồn tại tâm tư gì cũng chỉ có mình hắn biết lúc này thanh hồng cổ thần cũng không nói nhiều ra tay chính là công kích cực mạnh trên chiến đài thiên đạo lấp lóe ánh sáng sắc bén. Đinh Việt cũng không kém bao nhiêu. Sau khi chiến đấu cùng với thanh hồng cổ thần trước đó, hắn tổng kết tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu, thực lực đã có tiến bộ. Chiến đấu càng thêm thành thạo vững chắc. Lực công kích mỗi lúc một mạnh. Lần này, hắn không có sử dụng vô giới phá diệt kiếm. Mà là thử nghiệm, tự mình lĩnh ngộ ra bí kỹ đại đạo trong chiến đấu cho dù lĩnh ngộ ra bí kỷ đại đạo có uy lực không bằng vô giới phá diệt kiếm nhưng cuối cùng cũng là do mình lĩnh ngộ ý nghĩa hoàn toàn khác biệt hơn nữa nếu tự mình lĩnh ngộ giai đoạn sau đó sẽ dần hoàn thiện bí kỷ đại đạo cũng sẽ càng mạnh có thể nói có tiềm lực tăng cấp vô giới phá diệt kiếm tuy rằng có uy lực rất mạnh nhưng nó cũng có giới hạn chính là không cách nào tiếp tục gia tăng uy lực cao hơn nữa lần đại chiến này kịch liệt dị thường trong lòng thanh hồng cổ thần thầm chấn động không thôi thủ đoạn công kích của đinh việt kể cả kinh nghiệm chiến đấu kế sách ứng biến đều đã tăng lên cực lớn thậm chí hắn có một loại dự cảm nếu như đinh việt tiếp tục chiến đấu thêm vài lần chỉ sợ thực lực sẽ vượt qua phân thân cùng giai của mình thiên phú bất phàm đủ điều kiện trở thành thiên tài yêu nghiệt đương nhiên cuối cùng có thể trưởng thành hay không vẫn là một ẩn số trong lịch sử hỗn độn không thiếu thiên kiêu yêu nghiệp biểu hiện ra thiên phú cực mạnh giai đoạn đầu nhưng mà cuối cùng đều bị mắc kẹt tại cảnh giới khai đạo giả thiên địa hoặc là kẹt tại cảnh giới siêu thoát thiên địa cho dù có đột phá siêu thoát thiên địa nhưng mà tốc độ tu luyện lên cũng sẽ chậm lại thủy chung không cách nào tu luyện tới siêu thoát thiên địa cực hạn từng có một vị cổ thần hỗn độn lúc đầu cũng như thế chèn ép danh tiếng của bọn hắn cuối cùng chẳng phải bị bọn hắn bỏ lại sau lưng hay sao lần này đinh việt bị thua tuy rằng thanh hồng cổ thần thủ thắng nhưng mà không nhẹ nhõm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha